Vô minh cho đến lão tử không nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử xa lìa nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử không tự tánh nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa, đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa, đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa xa lìa nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không tự tánh nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo xa lìa, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không tự tánh, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc xa lìa, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không tự tánh, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, tám giải thoát, chín định thứ đệ vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tám giải thoát, chín định thứ đệ không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tám giải thoát, chín định thứ đệ xa lìa, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tám giải thoát, chín định thứ đệ không tự tánh, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện xa lìa, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không tự tánh, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, năm loại mắt, sáu phép thần thông vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Năm loại mắt, sáu phép thần thông không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Năm loại mắt, sáu phép thần thông không tự tánh, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng xa lìa, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không tự tánh, nên nói các đại bồ tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả vô sở hữu,
nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Thánh đế khổ tập diệt đạo vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử: Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử:
cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa Vô Sở Hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa Không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa Xa Lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa Không Tự Tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì hữu tình cho đến đại thừa vô sở hữu, không xa lìa, không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, chẳng phải hữu tình cho đến đại thừa vô sở hữu có sai khác, chẳng phải hữu tình cho đến đại thừa không có sai khác, chẳng phải hữu tình cho đến đại thừa xa lìa có sai khác, chẳng phải hữu tình cho đến đại thừa không tự tánh có sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát trong giai đoạn trước có sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát trong giai đoạn sau có sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát trong giai đoạn giữa có sai khác. Xá Lợi Tử, hữu tình cho đến đại thừa vô sở hữu, hữu tình cho đến đại thừa không, hữu tình cho đến đại thừa xa lìa, hữu tình cho đến đại thừa không tự tánh, đại Bồ Tát trong giai đoạn trước, đại Bồ Tát trong giai đoạn sau, đại Bồ Tát trong giai đoạn giữa, tất cả như thế đều không hai, không hai phần. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này cho nên tôi nói, các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước, sau, giữa đều bất khả đắc. Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên, như vậy cho đến thanh văn độc giác đại thừa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Thưa ngài Xá Lợi Tử, sắc uẩn cho đến đại thừa đều như hư không. Vì sao? Vì hư không không, khoảng trước sau giữa, đều bất khả đắc. Do trong vô biên đó bất khả đắc nên gọi là hư không, sắc uẩn cho đến đại thừa cũng như vậy, giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc uẩn cho đến đại thừa đều tánh không, trong không, giai đoạn trước, giai đoạn sau, giai đoạn giữa đều bất khả đắc. Cũng do trong vô biên đều bất khả đắc nên gọi là không. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên, như vậy cho đến thanh văn độc giác đại thừa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát xa lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, như vậy cho đến đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc. Đại Bồ Tát xa lìa thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc. Thưa ngài Xá Lợi Tử, sắc uẩn cho đến đại thừa, sắc uẩn cho đến đại thừa tánh không. Vì sao? Vì trong sắc uẩn cho đến đại thừa tánh không, sắc uẩn cho đến đại thừa vô sở hữu bất khả đắc, cho nên các đại Bồ Tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử, chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải đại thừa, chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải đại thừa tánh không. Vì sao? Vì trong chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải đại thừa tánh không, chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải đại thừa vô sở hữu bất khả đắc, cho nên các đại Bồ Tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát xa lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc.
Như vậy cho đến Đại Bồ Tát cùng với Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa, vô sở hữu bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa Thanh Văn Độc Giác Đại Thừa, vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì lại nói đối với tất cả pháp này, con dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời, để cầu Đại Bồ Tát, hoàn toàn không chỗ thấy bất khả đắc. Điều gì đã khiến con dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dạy dỗ truyền trao cho các Đại Bồ Tát? Thưa Ngài Xá Lợi Tử, sắc đối với sắc bất khả đắc, sắc đối với thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, thọ đối với thọ bất khả đắc, thọ đối với sắc tưởng hành thức cũng bất khả đắc, tưởng đối với tưởng bất khả đắc, tưởng đối với sắc thọ hành thức cũng bất khả đắc, hành đối với hành bất khả đắc, hành đối với sắc thọ tưởng thức cũng bất khả đắc, thức đối với thức bất khả đắc, thức đối với sắc thọ tưởng hành cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, nhãn xứ đối với nhãn xứ bất khả đắc, nhãn xứ đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng bất khả đắc, nhĩ xứ đối với nhĩ xứ bất khả đắc, nhĩ xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng bất khả đắc, tĩ xứ đối với tĩ xứ bất khả đắc, tĩ xứ đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý xứ cũng bất khả đắc, thiệt xứ đối với thiệt xứ bất khả đắc, thiệt xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thân ý xứ cũng bất khả đắc, thân xứ đối với thân xứ bất khả đắc, thân xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt ý xứ cũng bất khả đắc, ý xứ đối với ý xứ bất khả đắc, ý xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt thân xứ cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, sắc xứ đối với sắc xứ bất khả đắc, sắc xứ đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng bất khả đắc, thanh xứ đối với thanh xứ bất khả đắc, thanh xứ đối với sắc hương vị xúc pháp xứ cũng bất khả đắc, hương xứ đối với hương xứ bất khả đắc, hương xứ đối với sắc thanh vị xúc pháp cũng bất khả đắc, vị xứ đối với vị xứ bất khả đắc, vị xứ đối với sắc thanh hương xúc pháp xứ cũng bất khả đắc, xúc xứ đối với xúc xứ bất khả đắc, xúc xứ đối với sắc thanh hương vị pháp xứ cũng bất khả đắc, pháp xứ đối với pháp xứ bất khả đắc, pháp xứ đối với thanh